Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Trung Trinh cũng đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung trinh gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ công chức viên chức của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đồng thời bày tỏ phấn khởi trước những đóng góp của mặt trận các cấp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương nhất là làm tốt công tác tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc triển khai thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố ngô xuân thắng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong thời gian qua đồng thời khẳng định mặt trận các cấp luôn xác định rõ vị trí vai trò của mình trong hệ thống chính trị là cầu nối vững chắc giữa đảng chính quyền với nhân dân không ngừng nỗ lực để củng cố và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay xây dựng đà nẵng ngày càng giàu mạnh văn minh